Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế vừa qua, Long An bày tỏ mong muốn được hỗ trợ thêm 1.200 nhân viên y tế để bổ sung cho lực lượng phòng chống dịch hiện nay. Cụ thể, trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch COVID-19, tỉnh đang cần hỗ trợ thêm khoảng 50 bác sĩ hồi sức cấp cứu có kinh nghiệm điều trị bệnh nhân COVID-19 chuyển nặng, 40 bác sĩ đa khoa, nội khoa, truyền nhiễm, 120 điều dưỡng, 20 kỹ thuật viên xét nghiệm, 1.000 nhân viên lấy mẫu xét nghiệm, 10 kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh và 5 chuyên gia về kiểm soát nhiễm khuẩn. Cùng với gần 5.000 nhân sự phục vụ trong ngành y tế công lập từ tuyến xã đến tuyến tỉnh, Long An cũng hỗ trợ hơn 110 người từ tổ công tác của Bộ Y tế và các địa phương. Cùng với gần 5.000 nhân sự phục vụ trong ngành y tế công lập từ tuyến xã đến tuyến tỉnh, Long An cũng được hỗ trợ hơn 110 người từ tổ công tác của Bộ Y tế và các địa phương. Tỉnh đã chỉ đạo thành lập 207 đội phản ứng nhanh, giám sát truy vết, hơn 230 nhân viên y tế là cán bộ chủ chốt của đội, thành lập 38 đội xét nghiệm lấy mẫu thực hiện xét nghiệm và lấy mẫu tại hiện trường, năng lực lấy mẫu khoảng 10.400 mẫu mỗi ngày.